Vâng, xin kính chào quý hàng thân yêu đã trở lại với kênh Hiền Toyota Bình Triệu. Hôm nay em coi cập nhật 4 bạn xe mới vừa về tại salon luôn. Và bây giờ mình sẽ quay tổng quan và chi tiết 4 bạn này cho quý hàng cùng xem nha. Đây, bạn xe đầu tiên mình muốn giới thiệu là bạn Toyota Veloz phiên bản top nha các khách. Bản top là bản full nha. Bạn này thì sản xuất 2022 và chạy được 16.000 cây. Ngoại thất thì bạn này màu xám nha các bạn, màu xám, màu ghi xám rất là đẹp nha. Nước sơn zin là còn khoảng 95% xe nha, sơn zin quanh xe luôn. Thì bạn Veloz bản top á, thì full đồ chơi nha các bạn. Đèn là đèn công nghệ led nè và có cam 360 nha, có cam 360 zin theo xe luôn. Đó, giá chỉ có 638 triệu thôi nha các khách. Dạ 638 triệu. Mâm bản top á, thì mâm 17 nha các khách. Mâm 17. Đây. Mâm phay đa chấu 17. Vỏ là vỏ biriton nè. Đó, vỏ đúng 2020 rồi. Màn hình là màn hình full led hết nha các khách. Màn hình full led hết nè. Màn hình nguyên zin theo xe luôn. Điều hòa là điều hòa tự động. Các chi tiết nội thất còn khá là mới nha các khách. Phần ghế vẫn là ghế nguyên bản nè, trần là trần nỉ zin nhau hết. Vô lăng nè của một bạn xe nè, Veloz phiên bản top nha, còn khá là mới nè, rất là mới luôn nha. Cái quăng sần nè, cái chi tiết nút bánh nè, bản full nên là có sạc không dây luôn nha khách. Đây có sạc không dây, có thắng điện tử luôn, auto hold, rất là nhiều option luôn, cực kỳ nhiều option luôn nha, rất là nhiều option. Có đề ta thớp luôn nha, có đề ta thớp luôn. Ghế là ghế da kết hợp với nỉ nha, nhìn rất là thể thao nha, da vân carbon nhìn rất là đẹp luôn. Ở ngoài thớp thì còn khá là mới nha khách. Với nó thì đi 7-8 người rất là rộng nha, mẫu MPV mà mình còn được bảo hành tới 2025 và bảo hành lên tới 85.000 cây nữa nha, 85.000 cây nữa. Đi rất là tiết kiệm, máy 1.5 thôi, chỉ có 6 lít 3 trên đường hỗn hợp và 5 lít 4 trên đường trường nhé. Đó, ngoại thất rất là đẹp nha, cực kỳ đẹp luôn nha. Cái phần đuôi xe rất là cân đối luôn, chất xe còn mới tinh nha, vỏ su cua còn chưa lăn luôn nha. Vỏ su cua bạn này chưa có sử dụng luôn. Rất là rộng. Đây, nguyên zin từng con ốc nha, từng con ốc luôn. Quý khách hàng nào muốn check hãng ở bên mình cho đi check hãng luôn nha. Bạn này là dạng xe lướt rồi, xe lướt rồi, còn mới tinh nè. Đồ nghề là đầy đủ nè, đồ nghề đầy đủ hết nha. Các chi tiết ốc nè, còn 7 màu hết nha khách. Mới chạy có 1 năm mà. Đó, vỏ nè, gầm bệ nè, còn mới tinh nha. Màu ghi xám, chạy đúng 16 nha, giá chỉ có 638 triệu nha, 638 triệu. Một đời chủ. Rồi mình sẽ mở khoang máy cho mấy bạn cùng xem bạn này nhé. Đây, máy này, máy còn mới tinh nè, cái chi tiết nè, máy chưa rửa luôn nha, chưa rửa luôn nha. Máy tinh. Rồi, cái khách hàng nào có nhu cầu tìm Veloz top thì tới trực tiếp bên mình nha. Bên mình hiện tại có 3 bạn luôn nha, 3 bạn Veloz top luôn. Rồi bạn thứ hai mình muốn giới thiệu là cũng là Veloz top luôn nha. Bạn này màu trắng, đặc biệt bạn này là sản xuất 2022, xe nhập luôn nha. và lăn bánh là 2023 nha, mới chạy có mấy tháng thôi, lướt có mấy tháng thôi, 2023. Bạn này thì chạy 40.000 cây, giá cũng bằng bạn 2022 luôn, 638 triệu cho một bạn Veloz top 2022 lăn bánh 2023, mới lăn bánh có được 7 tháng thôi nha các. Đó, ngoại thất là màu trắng nha, màu trắng nha, phiên bản full luôn, phiên bản top luôn, có cam 360 đầu đầy đủ nha, mâm 17 hết, rất là nhiều option luôn. Đây, lịch sử hãng đồ đầy đủ nha, full lịch sử hãng hết nha các. Bạn này có đầy đủ bảo hiểm đồ hết luôn nha. Đó. Cực kỳ mới nha, được bảo hành hãng hết tới 2026 nha. Màn hình bạn chủ dán keo nha, cái keo còn chưa có lọt luôn. Đó. Ngoại thất nội thất nè, khá là đẹp luôn nha khách. Ghế là vẫn là cái zin, trần là trần nỉ zin nè. Đó, trần nỉ zin để yên nguyên rất là đẹp nha. Ghế nè, bạn chủ có lót mấy cái bệ bước chống chày hết này nha khách. Phần mở nắp nhiên liệu còn chưa có lột ra nha khách, có lót sàn sẵn luôn rồi, có lót sàn đầy đủ nha. Cực kỳ rộng rãi và form dáng rất là đẹp trong phân khúc luôn. Bạn nào ưng màu trắng này chọn bạn này nha. Xe lăn bánh tháng 3 2023 nha khách, tháng 3 2023. Tính tới thời điểm này thì mới có mấy tháng thôi. Đó. Hai bạn đều bản top hết nha. Đó, ba hàng ghế cực kỳ rộng rãi. Bây giờ biển số tỉnh về thành phố cũng chỉ có tốn bằng nhau nha khách, bằng nhau hết nha. Luật đã thay đổi và tất cả các bạn đều đóng thuế bằng nhau hết. Quán hàng có lựa chọn nha, có hai màu, màu ghi xám và màu trắng nha. Màu trắng rất là đẹp luôn, giá đều bằng nhau nha. Nhưng mà bạn màu trắng này lướt mới có đi từ 2023 nha, tháng 3 2023 nha. Đó, còn bạn kia này đi 2022. Hai bạn đều sản xuất 2022 hết luôn. Rồi, giá đều là 638 triệu nha. Rồi, bạn thứ tư mình, bạn thứ ba chứ mình muốn giới thiệu là Toyota Rush. Toyota Rush 2020. Bạn này thì chạy được 70.000 cây. Biển số tỉnh. Giá chỉ có 510 triệu thôi. 510 triệu. Bạn này cũng rất là phù hợp cùng phân khúc với bạn Veloz top luôn, máy 1.5 và chạy cầu sao nha. Form dáng là của SUV nha, mẫu SUV cỡ nhỏ. Đèn cũng là đèn full LED nha, đèn full công nghệ LED nha. Phía dưới là bóng halogen, nhìn rất là đẳng cấp luôn. Màu trắng nhìn rất là đẹp nha các. Một dàn xe 4 chiếc này thì đều là máy 1.5 nha, rất là phù hợp với các bạn mà đi gia đình, tiết kiệm nhiên liệu nè, hoặc các bạn kinh doanh dịch vụ mà muốn tiết kiệm nhiên liệu nha, đi trong đô thị rất là phù hợp luôn. Và trong nội thất thì mình thấy là vô lăng nè, vô lăng còn khá là mới nha. Đây, cái chi tiết vô lăng nào quý khách hãy nhìn ha, tự đánh giá nha, còn rất là mới. Màn hình là màn hình vẫn màn hình cơ bản nha khách. Đó, có thay màn hình Android nè, màn hình Android 10 inch rồi, điều hòa là điều hòa tự động và cửa số nè, còn khá là đẹp nha. Để ý là ghế vẫn là ghế nỉ zin nha, bạn này là bạn đi gia đình thôi nên chưa có bọc lại da. Đó, các phần chi tiết tắp bi tắp lô này còn mới nha, còn rất là đẹp. Trần thì có bọc ni lông và trần là trần nguyên zin. Đó, trần nguyên zin nha, nhìn rất là đẹp luôn. Cái xe siêu đẹp nha, có lót sàn, dán kiến sẵn rồi, có gì che mưa đồ sẵn cho cái hàng luôn rồi, mua không cần phải tốn tiền và option nữa nha. Đây, dòng xe 7 chỗ gầm cao cỡ nhỏ và giá rất là mềm luôn, cực kỳ mềm, rất là rộng nha. Những mẫu xe của Toyota thì cực kỳ rộng rãi, đi rất là rộng rãi luôn nha, rộng rãi. Ba hàng ghế đều rất là rộng rãi và tất cả hàng ghế đều có dàn lạnh hết nha. Bạn này thì đi cầu sao cực kỳ mạnh mẽ nha, phù hợp với các bạn đi đường đồi núi. Kết hợp chỉ có 6.7 và đường đô thị chỉ có 5.8 thôi. Khá tiết kiệm so với một bạn xe 7 chỗ chở được 8 người cỡ nhỏ nha. Đó, phần đuôi xe nhìn vòm dáng rất là giống Fortuner nha các bạn. Rất là giống Fortuner, rất là đẹp luôn. Gầm cao, gầm cực kỳ cao nha. Cho những bạn nào thích mẫu xe cỡ nhỏ mà gầm cao nè. 3 hàng ghế nè, cực kỳ rộng rãi luôn. Đó, cực kỳ rộng rãi nè, 3 hàng ghế nè. Đó, một cái chi tiết nhất nè, siêu rộng luôn nha các bạn, siêu rộng rãi luôn. Và cái khoang hành lý để đồ rất là rộng. Bạn chủ có ốp mấy cái bệ inox chống trầy giống cái này nè, có camera lùi đầy đủ nha, có camera lùi đầy đủ luôn. Cái xe siêu đẹp luôn nha các bạn. 4 vỏ này nguyên zin theo xe hết, 4 vỏ nguyên zin theo xe hết. Cái xe rất đẹp. Bạn này có thể vay ngân hàng được 5 năm và 70% giá trị xe, với khách hàng bỏ ra khoảng dưới 200 triệu, khoảng trăm mấy triệu thôi, tại vì vài bạn rút rồi. Bây giờ ngân hàng đã tăng cái mức vay lên tới 70% giá trị xe nhau ha, 70% giá trị xe rất là tốt luôn, dành cho các bạn mà tầm tiền ít. Đó, máy số là zin hết nha các bạn, bao quý khách này mình biết hãng nha. Này, tất cả là nguyên zin hết, zin từ ngon ngóc, rất là đẹp nha, xe siêu đẹp luôn. Đó, nguyên zin hết nha. Rồi, Toyota Rush 2020, biển số tỉnh, chạy được 70.000 cây, giá mình bán là 510 triệu thôi cho một bạn xe cực kỳ đẹp, gầm cao, máy nhỏ và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn, phù hợp với các bạn gia đình nhỏ. Và bạn thứ tư mình muốn giới thiệu là một bạn Mitsubishi Xpander máy xăng bản full. Bạn này cũng 2020 luôn, màu bạc nha các bạn, màu bạc. Giá mình đang bán là 510 triệu. Chất xe bạn này thì rất là đẹp nha, đèn cũng là đèn full led nè, bản full nên là tất cả các đèn đều là full led. Và ngoại thất bạn này là màu bạc, nhìn cực kỳ sạch sẽ và sang trọng luôn nha. Màu bạc là cái màu cơ bản rồi, nhìn rất là đẹp. Vỏ nè, vỏ bạn chủ mới vừa thay 4 cái vỏ mới cho khách hàng luôn nè, xính nè. Nội thất thì bạn này là nội thất màu đen nha, nội thất màu đen thì nhìn rất là bền màu nha. Cái chi tiết nè, vô lăng còn siêu mới nha, mình đã có sau bên mình để vậy nha, chỉ có rửa nước về bán thôi. Đó, tất cả cái phím bấm nè, tất cả các xe bên mình đều có thể check hãng được hết nha khách, bên mình đã check kỹ hết rồi. Màn hình là màn hình nguyên zin trong xe, điều hòa nè, điều hòa cơ bản hết nha. Rồi, còn ghế là ghế da nguyên zin nha khách, ghế da bạn này là ghế da nguyên zin. Nội thất là tất cả chi tiết tắp lô là còn rất là đẹp nha, cũng rất là rộng rãi nha. Trần là trần nỉ zin bọc ni lông. Đó, trần nỉ zin bọc ni lông. Xpander thì bán cũng khá là chạy nha các, bán cũng rất là chạy. Form dáng đẹp, rộng rãi và đi cũng rất là ngon nha, cực kỳ ngon lành luôn. Đó, gặp hàng ghế phía sau thì chở đồ rất là rộng luôn. Bạn này chạy cầu trước nha các, Xpander chạy cầu trước. Giá bằng cũng bằng bạn Rush thôi, 510 triệu. Với hàng nào thích mẫu xe nào thì chọn mẫu xe đó nha. Bạn chủ có option một cái đẹp chứng kiến nè, rất là đẹp nha. Nhiên liệu thì cũng tiêu hao bằng nhau thôi, tiêu hao bằng nhau. Còn đuôi xe nè, bạn Xpander nè, đó cũng rất là đẹp. Bạn chủ có chứng kiến đồ sẵn hết rồi, với khách hàng mua về sử dụng không phải tốn tiền. Option thêm nữa. Đây, hàng ghế cũng rất là rộng nha. Đây mình quay chi tiết nhất này, từ hàng ghế thứ nhất đến hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba nè. Đó, siêu rộng rãi luôn nha. Đồ nghề là đầy đủ hết nha các, đồ nghề đầy đủ hết. Rất là phù hợp với các bạn mua cho gia đình nhỏ hoặc là chạy loanh quanh trong đô thị nha, rất là tiết kiệm xăng luôn. Chỉ có tiêu hao khoảng 60 lít xăng thôi là cực kỳ tiết kiệm rồi. Chiếc xe cũng siêu đẹp luôn. Và rồi, mình sẽ tổng quan 4 bạn xe. Đó, 4 bạn xe có mặt tại Hiền Toyota nè. 2 bạn Veloz top, 2 bạn Veloz top và 1 bạn Rush, 1 bạn Xpander. Với khách hàng nào quan tâm 4 bạn này thì tới trực tiếp. Địa chỉ là Hiền Toyota 806 Quận 13, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, hoặc liên hệ qua hai số điện thoại 0901 777 808 và 0908 66699. Bên mình cứ gọi điện hoặc inbox trực tiếp bên mình nha. Mình sẽ gửi chi tiết nhất cho quý vị cùng xem. Và cứ tới trực tiếp nha, bên mình còn gần cả trăm mẫu xe nữa đang chờ quý khách hàng lựa chọn. Và xin kính chúc quý khách hàng một ngày làm việc năng động, hiệu quả, tràn đầy năng lượng và tràn đầy niềm vui trong công việc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.